Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn kỹ thuật tô màu. Đây là một kỹ thuật do thầy Bùi Minh Tâm tìm ra vào năm 2003. Là một kỹ thuật đơn giản, dễ học, dễ thực hành mà không cần nhớ về. Tác dụng của kỹ thuật tô màu diện trần này có tác dụng là hỗ trợ tán sỏi, tiêu u, các chứng bệnh tạo thành khối u, giảm đau, tiêu viêm, giải độc, hành khí, hoạt huyết mạnh. Ngoài ra còn có tác dụng hỗ trợ viêm gan siêu vi A, B, C, D. Và khi tô màu mình tăng giác gan, có trường hợp dương tính thành âm tính, kỹ thuật này giúp giảm đi những trường hợp phẫu thuật và giúp cho bệnh nhân bảo toàn được cơ thể của mình. Thế thì khi mà dùng kỹ thuật tô màu, mình sẽ dùng cây tô màu này. Trước đây thì chúng ta hay dùng cây giò dai và các loại cây mà có cái đầu giò để chúng ta tô màu. Tuy nhiên khi mà mình dùng các đầu giò đó thì mình phải đảm bảo các tiêu chí của kỹ thuật tô màu, cho nên mình phải luyện tập rất là nhiều và hơi khó khăn hơn nhiều người. Do đó thì Bùi Minh Tâm đã tìm ra cây tô màu này. Cây tô màu này có cán và có cái thân được đánh dẹt như thế này, nó giống như chiếc búa. Tuy nhiên ở đầu này á, được nắp thêm một cái cục mà đầm như thế này, và khi mình đánh theo cái chiều dẹt này thì nó tạo ra cái độ rung và nó đảm bảo đúng 8 cái tiêu chí của tô màu là gì ạ? Nhanh, nhẹ, đều, khít, liên tục, hai chiều, không rời mặt da và phớt trên da. Đó, thì bây giờ mình thử thực hành kỹ thuật tô màu này áp dụng cho từng trường hợp cụ thể xem thế nào. Chữa đau lưng. Chữa đau lưng thì mình sẽ áp dụng ở đâu? Mình sẽ tác động lên các vùng phản chiếu. Và trên các đồ hình diện trần của thầy Bùi Quốc Châu có rất nhiều đồ hình về lưng. Các bạn có thể mở sách ra chữa bệnh bằng đồ hình phản chiếu và đồng ứng, hay các sách khác của thầy Châu đều có các hình vẽ. Trong đó có đồ hình ngoại vi âm dương, đồ hình diện, rồi đồ hình chổng mông lẻ lưỡi hít hà ở trên vỏ não thế này. Và chúng ta có thể chọn các đồ hình này. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là bây giờ chọn đồ hình nào trong ba đồ hình này? Các bạn cứ chọn những vị trí nào mà có nhiều sinh huyệt nhất, nhiều điểm đau nhất, hoặc các bạn cứ thấy cái đồ hình nào mà mình quen thuộc nhất, mình hay dùng nhất thì mình tác động trước. Ví dụ bây giờ mình chữa đau lưng, mình sẽ tác động trên cái vùng sống mũi này để chữa cho sống lưng. Và các bạn thấy khi mình chỉ cần rung nhẹ các ngón tay thì ở đây cái thanh đồng ở giữa này và cái thanh inox này nó được đánh dẹt, nó sẽ tạo ra độ rung, đảm bảo các tiêu chí nhanh, nhẹ, đều, khít, liên tục, không rời mặt da và phớt trên da rất là nhanh. Khi mà mình cầm cái cây giò thì nó không được rung nhanh, nhẹ, đều như thế này. Đó, và chúng ta tác động như vậy từ 30 giây đến 1 phút một ngày, các bạn làm từ 1 đến 3 lần như vậy. Rồi, ví dụ ở đây chúng ta tác động vùng sống lưng ở trên mí tập trái. Các bạn nhớ là mình sẽ đánh theo chiều của dẹt, cán dẹt của cái thanh inox này. Đó, chúng ta tác động này. Chúng ta có thể cầm cái cây giò này, cái cây tô màu này vuông góc với mặt da như thế này. Đó, hoặc chúng ta sẽ cầm chéo 45 độ như thế này. Đó, các bạn thấy nó chạy liên tục. Rồi, chúng ta đánh ở vùng manta, vùng sống lưng ở manta. Đó, để áp dụng cho chữa đau lưng. Và các bạn có thể áp dụng cái kỹ thuật này cho các trường hợp, cho các bệnh ngoại vi khác. Bây giờ mình đến chữa nội tạng như thế nào? Ví dụ mình áp dụng cho kỹ thuật tô màu để cho chữa về buồng trứng, ví dụ u nang buồng trứng chẳng hạn, chúng ta sẽ dùng tìm xem cái vùng phản chiếu của buồng trứng ở đâu. Vùng phản chiếu của buồng trứng là ở cái vùng này, đuôi mắt này. Đó, các bạn nhìn vào cái đồ hình phản chiếu nội tạng thì chúng ta sẽ tô màu cái vùng 100-130 ở vùng này. Đó, chúng ta cứ cầm làm sao cho thuận tay mình, có thể đánh theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Bây giờ đến trường hợp nữa, thứ hai là vú. Bây giờ u vú thì sao? Các bạn thấy đồ hình phản chiếu của chúng ta là vùng vú vùng này, thì chúng ta sẽ đánh vào các huyệt của vú. Vùng này là vùng 73, vùng này 358. Vùng 73 các bạn có thể đặt ngang như thế này. Đó, đặt ngang. Đó, chúng ta sẽ cầm như này thôi, đánh như bình thường đó, cầm tay đặt như này. Đó, đánh ngang này. Đó, rồi chúng ta đánh chéo vùng huyệt 358 như thế này. Đấy, từ 30 giây 1 phút ngày, làm từ 1 đến 3 lần. Và các bạn nhớ chú ý rung các ngón tay và cổ tay thôi, chúng ta không rung cánh tay. Và chúng ta rung các ngón tay như này, cổ tay này, chúng ta đảm bảo không bị mỏi. Bây giờ đến các vùng phổi, ví dụ chữa cho bệnh nhân bị viêm phổi chẳng hạn, các vấn đề liên quan đến phổi, phổi tắc nghẽn, viêm phổi mãn tính, thì chúng ta sẽ đánh vào vùng phổi theo đồ hình nội tạng diện trần của thầy Bùi Quốc Châu là vùng hai bên sống mũi trên dưới này. Chúng ta sẽ cầm, chúng ta sẽ đánh chéo góc vào phía này để cho nó khỏi vướng vào mắt. Đấy, chúng ta cầm như thế này. Đấy, các bạn cầm chéo 45 độ, thấy không nào? Và chúng ta nhìn cái cây đồng, cái thanh đồng này, nó chạy rất là đều, nhanh nhẹ, đều, khít và liên tục, đảm bảo đúng cho kỹ thuật của chúng ta, nhanh nhẹ, đều, khít, liên tục, thấy không nào? Đấy, có cái cây tô màu này chúng ta đánh rất là tiện lợi, chúng ta đánh hai bên. Đấy, và cái kỹ thuật này không cần đòi hỏi các bạn phải tay khéo hay phải luyện tập gì lâu, các bạn chỉ cầm cái cây tô màu này lên là các bạn đã biết làm rồi, chỉ cần rung các ngón tay.
Bây giờ đến vùng lá lách là vùng 37, vùng 40, vùng 481 chúng ta sẽ đánh. Vùng lá lách này các bạn thấy là gì ạ? Nó ở bên vùng má bên trái của các bạn cầm. Chúng ta có thể đánh theo chiều từ trên xuống dưới và hơi chéo như thế này. Đấy, vùng này. Chúng ta dùng kỹ thuật tô màu này đánh trên cả một vùng, cho nên các bạn yên tâm, các bạn đánh vào cái vùng này và kiểu gì cũng chính xác, đúng không nào? Nó sẽ dao động trong một khoảng như thế này, cho nên yên tâm. Đó. Bây giờ đến vùng dạ dày là phía xung quanh cánh mũi trên bên trái này, và cái vùng này có vùng tam giác dạ dày là 120, 121, 139. Các bạn không cần phải nhớ huyệt, các bạn chỉ cần nhớ được cái vùng dạ dày là vùng bên này để chữa tất cả các bệnh liên quan dạ dày, ví dụ viêm dạ dày chẳng hạn, đúng không nào? Hoặc là viêm xung huyết, đúng không nào? Đấy. Rồi chúng ta sẽ đánh vùng này. Chúng ta cầm làm sao cho thuận tay mình nhất và đánh theo cái chiều mà cái thanh inox này được đánh dẹt đấy, để cho nó có độ rung. Các bạn thấy không nào? Nhanh nhẹ đều khít liên tục hai chiều, không rời mặt da và phớt trên da. Đó. Rồi 30 giây đến 1 phút một ngày làm từ 1 đến 3 lần. Các bạn cứ cầm theo cái này đặt trên bàn, tối lúc nào chúng ta làm lúc đó. Bây giờ đến vùng gan mật là vùng 41, 50, 233. Để làm gì nào? Chúng ta tô vùng này để chữa các bệnh liên quan đến sỏi mật, và chúng ta đánh vùng này để chữa các bệnh liên quan đến siêu vi A, B, C, D, đúng không nào? Rồi chúng ta đánh này. Đấy, chúng ta cầm và rung nhẹ đúng theo chiều đánh dẹt này. Các bạn quan sát nó rất là đều, nhanh, nhẹ đều, hít liên tục, đúng không nào? Đánh vào vùng này. Đấy. Vùng gan này các bạn thấy từ 19 ra giữa mắt ra là đúng cái vùng má này, là vùng dạ dày. Bây giờ đến vùng thận. Vùng thận nó có hai bên, 17 này và việc 300 bên này. Thì có người hỏi bây giờ tôi bị vùng sỏi thận ở bên trái thì tôi đánh ở bên nào? Thì chúng ta có thể đánh cả hai bên và đánh cả ở vùng 17 và cả vùng 300. Chúng ta xem này. Đấy, 17 này. Đấy, chúng ta đánh vùng 17. Chúng ta cầm, cầm này. Đấy, rung các ngón tay đánh vùng 17. Hết bên này chúng ta có thể đánh bên kia. Đúng nào? Đấy, rồi chúng ta có thể đánh vùng 300. Và các bạn thấy rằng khi mà chúng ta dùng kỹ thuật tô màu này thì chúng ta không cần dùng các kỹ thuật khác nữa, không cần bấm huyệt nữa, chỉ dùng mỗi tô màu thôi. Đó. Thì đôi khi chúng ta làm cái này nhanh quá khiến cho bệnh nhân bất ngờ và chúng ta cũng thấy nó hơi thiếu thiếu cái gì tại vì nó nhanh quá. Nhưng các bạn yên tâm, cái kỹ thuật này đã được áp dụng từ năm 2003 và qua đánh giá của thầy Tâm là nó rất hiệu quả và có rất nhiều cái báo cáo đã thành công nhờ kỹ thuật tô màu này. Nhanh gọn đơn giản mà lại cực kỳ hiệu quả. Một đại giản thuật mang cái phong cách của cái thế hệ và cái thời đại 4.0. Bây giờ đến vùng bàng quang. Vùng bàng quang là vùng 87, ta đánh vùng này. Ví dụ các bệnh liên quan vùng bàng quang, ví dụ tiểu đêm chẳng hạn này, rồi ví dụ sỏi bàng quang chẳng hạn. Đấy. Các bạn thấy này, chúng ta có thể cầm vuông góc này, hoặc chúng ta có thể cầm chéo 45 độ như thế này. Miễn sao đảm bảo 48 tiêu chí, nhanh, nhẹ, đều, khít, liên tục, không rời mặt da và phớt trên da hai chiều. Đó. Rồi bây giờ đến cái vùng này, dưới bàng quang chỗ này là tuyến tiền liệt. Thì chúng ta đánh tiền liệt này để chữa gì ạ? U sơ tiền liệt tuyến, phi đại tiền liệt tuyến và tất cả các bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt. Chúng ta sẽ đánh như thế này. Miễn sao các bạn thấy này, đây là cái phần dẹt này, nó quay ra hai bên và chúng ta đánh theo cái phần dẹt này để cho nó có được cái độ rung như thế. Đấy. Vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn các vị trí và cái áp dụng cái kỹ thuật tô màu và đánh vào cái vùng vị trí quan trọng trên cơ thể. Các bạn có thể làm từ 1 đến 3 lần mỗi ngày, hoặc lần làm từ 30 giây đến 1 phút. Các bạn không cần làm kỹ thuật khác, chỉ cần tô màu thôi, sau một thời gian và đánh giá kết quả. Có người hỏi là sao để tôi biết kết quả? Ví dụ các bạn bị các bệnh ngoại vi, các bạn đánh cái đồ hình phản chiếu này, các bạn sẽ thấy kết quả ngay. Ví dụ nó giảm đau từ 30-40% trở lên là biết rằng chúng ta đã thành công. Còn đối với các bệnh liên quan đến nội tạng, các bạn sẽ đánh từ 7-10 ngày, các bạn đi kiểm tra lại nhiều tây y, soi chụp chiếu, chúng ta đánh giá kết quả. Nếu nó giảm thì chúng ta tiếp tục đánh như vậy cho đến khi nào khỏe thì thôi. Và xin nhắc lại, kỹ thuật này không thay thế các đại giản thuật đã có hay không thay thế các bộ huyệt, và chúng ta có thêm một con đường đi, con đường này nó dễ hơn, nó nhanh hơn và nó áp dụng cùng với các kỹ thuật khác, mình thêm được kỹ thuật mạnh hơn. Và chúc các bạn thành công với cái kỹ thuật tô màu từ Minh Tâm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.